天生胆小，但不小小，我不爱读书，但从不认输，我不想学武，但短袖善舞，我虽不专一，但不抛弃，我缺少豪气，但讲义气，我不是英雄，但谁是英雄，我不是天命，但这是天意，千里姻缘一生子，发眉学问一肚子，酒肉朋友一桌子，兄弟姐妹一家子，千里姻缘一生子，发眉学问nếu như bổn tự đúng là có dấu vị tiểu tộc giả đó, dù các cửa cấp hỏi, lão nào cũng tuyệt đối không để người đó ở lại đây. Xem ra ông chính là không muốn giao được người đó đây. Bọn chứ không phải là đến tìm chúng ta đấy chứ? Mọi không biết. Ta thấy người rượu mà không uống, muốn uống rượu phạt sao? Hả? Đừng để hòa khí tổn thương. Ba nhà tộc giả, chúng ta đều là người của Phật môn, sao có thể nói vài câu là liền động thủ được chứ? Vương trưởng đại sư, ta thấy ông nên vui vẻ để cho bà Nhan tôn giả vào xem ông thấy thế nào hả? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là đánh nhau thôi. Cứ xem đã. Tiểu tôn giả của quý phái các người còn không nhận ra sao? Còn phải nhận mặt theo người chứ vậy à? Không có. Phòng bên. Đánh ra đây. Không được giao. Đánh ra. Không được giao. Đánh ra. Không được giao. Đánh ra. Đánh ra. Nơi này là một vị cao tăng tòa hoàng đã mấy năm. Các vị không được phá hỏng thành tu của ngài. Tòa hoàng không chịu nổi sẽ tự xuất quan. Đó mới là làm hỏng thanh tu. Người ngoài xông vào càng không tính. Lẽ nào vị cao tăng tu hành đó không ăn không uống, khi đồ chỉ đưa trà nước sẽ phải mở cửa? Ta thấy vì tiểu tôn giả đó nhất định ở bên trong. Đây là nơi tu hành của cao tăng bổn tự, người không phận sự miễn vào. Vì tiểu tôn giả đó có người không thể ở bên trong được. Vậy thì đừng trách khách khí. Nhanh lên. Bắt nhã trưởng à. Cần tới giúp không? Này, không giúp. Tấn công à? Có cần giúp không?
Không cần. Ờ. À. Tay lại cho ta. Chà lúc đó. Mau bảo vệ tôi gì. Dạ. Bây giờ có cần tôi giúp không? Chúng ta đi xem rồi tính sao. Ờ. Mau tìm anh đó. Bữa này mau lên, mau lên. Mau mở cái cửa này ra. Đó. Dạ dạ. Vào đi để chống đỡ được. Xong gì vậy? Tấn công mà biết rồi không giúp. Giúp lần này nhất định phải giúp. Mau đi. Tấn công đỡ lấy. Xem ra trên đời này ai nhìn thấy ngân phiếu cũng phải đầu hàng đó. Đi. Phương Trượng đại sư. A Di Đà Phật. Đa tạ. Đừng khách khí, đừng khách khí. Thì thí chủ thân mạng tuyệt kỹ, xuất thủ tương trợ, lão nạp mắt mờ, không thấy cầu nhân. Trước kia đã đắc tội rồi. À, Phương Trượng nặng lời rồi, người luôn đối tốt với ta và công tử nhà ta khách khí mà. Phương Trượng à, ta biết là những tôn giả này là vì vị hòa thượng hoàng đế đó mà tới. À, thí chủ à, nơi này không tiện nói chuyện, hai vị mà đi theo ta. À, được, 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 được. Xong gì, muội theo Phương Trượng trước. Ta cùng với mấy huynh đệ ở đây nói về câu rồi tới sao? Ừ. Mời. A Di Đà Phật. Wow, thanh đao sắc nhọn thật đó. Ê, người huynh đệ, ta không có chuyện gì khác, nhưng lời thì có một đống đó nha. Bởi vậy quan phủ ở đây cũng mời ta, ban hội gì cũng mời ta. Vậy ta đem kinh nghiệm của mình nói cho ngươi biết nha. Nếu một người đem độc của hắn cắt ra, não bộ sẽ lộ ra ngoài đó. Nếu hắn nói ra sự thật thì não sẽ không động đậy nữa. Nếu hắn nói điều giả dối thì não sẽ động đậy nhúc nhích cuộn 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 không ngừng luôn.
Huynh đệ à, có một câu hỏi ta muốn hỏi ngươi. Không biết là ngươi có ý nguyện nói thật với ta không? Có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Tin tức hoàng đế xuất gia tại Thanh Lương Tự đã truyền ra ngoài rồi. Lão hoàng gia, vừa rồi hòa thượng đó là thuận trị hoàng đế. Người không phải đã sớm băng hà rồi sao? Chuyện này là một bí mật lớn, muội ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta còn chưa nói cho muội biết. Pháp hiệu của kệ trong chùa là hành si. Hòa thượng bảo vệ ngài, pháp hiệu là hành điên. Hành si? Pháp hiệu này thật khó tưởng tượng, trước kia ngài ấy là hoàng đế. Hay à, ba nhang tôn giả đó muốn tới thành tự cướp lão hoàng đế là vì thánh giáo Tây Liệt sợ thần Long giáo nhanh chân tới trước đó, bởi vậy nên phái ba tôn nhân giả tới trước, nếu chưa thành công sau này lại tới tiếp, tăng kết đại hậu pháp võ công càng cao cường hơn đó. Phương trưởng à, chuyện này giải quyết sao đây? Chúng ta phải đi tìm hành si đại sư chứ, bàn bạc một chút cái đã. Hả? Hả? Hành si đại sư không muốn gặp người ngoài đâu. Không muốn gặp người ngoài? Vừa rồi ngài ấy không phải đã gặp người ngoài rồi hay sao? Nếu ta bảo thư đồng của ta mặc kệ không quản, ông ấy bị những khác mà bắt đi rồi thì... Ngài đợi mà xem, vài ngày nữa lại có cao thủ thiên hạ vô địch gì đó đến đây. Còn có gì mà thần Long giáo, rùa đen giáo, đến lúc đó dù chúng ta có chịu giúp cũng không cản được nhiều người như vậy đâu. Ta đi hỏi Ngọc Lập sư huynh xem sao. Huynh ấy là sư phụ truyền giáp của hành si. Hai giờ còn chưa ra nữa. Trùng Quang đại sư đã là phương trưởng rồi, trên đầu vẫn còn chủ tử, chẳng khác gì tình hình trong cung. Lãng phí thời gian. Trên núi không có thời gian, bọn họ làm gì cũng rất chậm. Nhưng mà sau khi trải qua sự việc vừa rồi, bọn họ chắc là cũng biết lo lắng. Ra rồi. Lão nạp đã đem sự tình bấm báo lên Ngọc Lập sư huynh rồi. Ông ấy nói sao? Sư huynh nhập định nửa giờ còn chưa nói chuyện. Vậy thì phải là ông ấy nói chuyện đi. Có lẽ sau khi thấy hai vị thí chủ, huynh ấy sẽ nói. Mời chào. Sư huynh à, hành si Trần Duy Chân Nhất có ác nhân tìm tới cửa, muốn mời sư huynh dùng Phật pháp hóa giải. Chuyển từ trong tâm hóa giải ở thân. Nhưng mà Thanh Lương Tự gặp nạn rồi. Thí chủ, từ kinh thành tới đúng không? Đúng. Thí chủ là người sai giặc bên hoàng thượng đúng không? Đại sư, ông ấy biết rồi à? Đúng. Hoàng thượng sai thí chủ tới gặp hạch si, có gì muốn nói? Hoàng thượng biết lão hoàng đế vẫn còn sống, vừa hỷ vừa bi, phái tại hạ tới đây. Thứ nhất để thỉnh an lão hoàng đế, thứ hai là nếu lão hoàng đế chịu ngự giá hồi cung, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Hoàng thượng là thí chủ, mang tới tín vật gì? Thì ra là ngự tiền thị vệ phó tổng quản Di đại nhân. Hữu lễ, hữu lễ. Trước kia hắn rong ruổi tứ hải, nhưng mà sau khi xuất gia, trần duyên sớm đã đoạn tuyệt ba từ lão hoàng đế
đừng nhắc tới nữa. Tránh đe dọa người nghe. Quấy nhiễu thạch tù của hắn. Nhi đại nhân về bẩm báo với hoàng thượng. Nói là Hạch Sì không muốn gặp người. Cũng không muốn gặp bất cứ ai. Hoàng thượng là con trai của ngài, không phải là người ngoài đâu. Thế nào là xuất gia? Nhà không còn là nhà. Vợ con đều là người ngoài hết. Nếu đã vậy, ta đi điều động nhân mã ở Ngũ Đài Sơn bảo vệ lão hoàng gia vậy. Nếu làm như vậy, Thanh Lương Tự chẳng phải thành nội uyển của hoàng đế rồi sao? Vì đại nhân ở Thanh Lương Tự làm sai vật. Nếu đã như vậy, thì Hành Si còn không bằng trở về hoàng cung ở Kinh Thành, gọn gàng nhất. Nói như vậy, đại sư có diệu kế nào không? Bảo hộ lão hoàng gia. Ngài nói ta nghe, tại hạ rửa tai lắng nghe. Diệu kế thì không có. Người xuất gia cục trần thế vô danh. Chuyện gì tới ắt sẽ tới. Thanh Lương Tự, nếu như thật có gặp nạn, vậy thì đó cũng là điều khó tránh. Có vậy thôi à? Trần Hoàng, những người bắt được, cứ thả hết đi. Không thể thả, không thể. Muốn thả, nhiều nhất thả một người. Để hắn trở về truyền cáo. Nếu sau này còn dám tới, tiểu quế tử ta sẽ giết chết không tha. A-di-đà-phật. Hả? Mời. Hãy đi đi đi. Đều là tại con lừa đầu trọc Ngọc Lâm đó, gây rối giữa đường, không chịu cho chúng ta gặp lão hoàng đế. Nào là không có người muốn gặp con trai mình chứ. Mẹ ta gặp ta vừa ôm vừa hôn. Tôi báo tình tiểu tử thối, thằng cu đáng chết, không mà lại đây đi hả? Nếu có thể làm cho tướng công gặp được Hành Si, với tài ăn nói của chàng, nhất định có thể thuyết phục được ngài về kinh. Wow. Mọi người đều nói ta treo biển hành nghề là đều nhờ cái miệng. Ngay cả mụ cũng nói như vậy à? Song Nhi không dám. Nàng nói hay hơn một họ một chút, ý tứ không khác là mấy. Mụi. Ta làm việc cho hoàng thượng, cũng không phải làm việc cho lão ta. Bọn họ nói không gặp thì không gặp chứ. Hoàng thượng có thể do thám từ Ninh Cung, ta đương nhiên có do thám Thanh Lương Tự. Sống Nhi, mau đi. Tới đây. Đến rồi, đến rồi. Lại đây, lại đây, lại đây. Đợi lát nữa, nhưng lúc hành điện đại sư ra đi, để với ông ta. Chúng ta sẽ tới một bàn thượng ra ngoài. Được. Hành điện đại sư khỏe lắm đó, cẩn thận một chút đi. Đi đi. A-di-đà-phật. Đắc tội. Wow, đắc tội rồi. Đắc tội rồi. Nô tài Di Tiểu Bảo khấu kiến lão hoàng thượng. Nô tài hôm nay tới đây cứu giá, xin lão hoàng thượng đừng kinh quản à. Ngài đang cứu Thanh Tu, đó là chuyện tốt. Nhưng thân phận ngài bây giờ đã bị bại lộ rồi. Bên ngoài có rất nhiều là ác nhân, ý đồ bất chính. Bởi vậy nô tài muốn mời quả hoàng thượng di giá đến một nơi an tĩnh khác. Tránh bị ác nhân bắt đi vậy hả? Lão hoàng thượng, Thanh Lương Tự này không có người bảo vệ, kẻ xấu tới một đoàn lại một đoàn. Lão hoàng thượng, nếu ngài tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì cũng bị bọn chúng bắt đi. Bởi vậy ngài vẫn nên di giá tới một nơi an tĩnh khác hả? Thank you.
Song Nhi, nàng đi giải quyết đạo cho Hành Điên đại sự đi, gọi ông ấy vào đây, sau đó kêu ông ấy hộ tống lão hoàng thượng đi. Đi. Đắc tội, đắc tội. Sư huynh, hai vị này bọn họ đều là người tốt. Hôm nay nhờ có bọn họ tương trợ, lần này bọn họ tới là muốn chúng ta giờ đi chỗ khác, tạm thời lánh đại. Sư phụ không bảo chúng ta rời khỏi Thanh Lương tự. Sư huynh à, trận chiến mấy hôm nay rất nguy hiểm, bọn họ nhất định lại phái cao thủ tới tấn công tiếp, chỉ sợ chúng ta không chống đỡ được. Trong tâm bất an, thế gian nơi nơi nguy hiểm. Trong lòng bình an, thế gian vạn sự bình an. Ba ngày người sát thương vô số, tạo nên ác nghiệp, nên nhớ sau này không được khinh suất như vậy nữa. Sư huynh dạy chí phải. Lời của sư huynh hai người cũng nghe thấy rồi đâu. Nếu như sư huynh của ông bị kẻ địch bắt đi, từng nhát xẻ thịt, vậy thì phải làm sao mới tốt đây? Hả? Chuyện này A-di-đà Phật. Thế gian không ai bất tử, sống nhiều thêm vài năm, sống ít hơn vài năm, không có gì khác biệt. Đa tạ Hành Si đại sư khai giải, nô tài lĩnh hộ rồi ạ. Nô tài cũng muốn tại các tường tự dưới núi xuất gia ở ngoài dòng sinh tử này, từ đó có thể không cần nhớ tới Đoan Kính hoàng hậu đã chết như thế nào. Người nói cái gì? Nô tài đáng chết, nô tài nói sằng nói bậy ạ. Xin lão hoàng thượng bớt giận. Tôi hiện tại phát minh sinh chi, nhi hờ ý yêu đối tôi như thế chênh hú, làm tôi nhớ lại từ trước đến nay. 奴才该死！起来吧，我有话问你。谢老皇爷。你既在宫中当差，那怎么称呼？回老皇爷的话，奴才是御前侍卫副总管韦小宝。哦，有皇上御札在此。Tiểu hoàng đế có khỏe không? Tiểu hoàng đế khỏe lắm ạ. Nô tài đánh nhau cùng ngài ấy. Nô tài cùng hoàng thượng luyện võ công, dốc toàn lực, cũng vẫn thua ạ. Nó là hoàng đế, sống càng vui vẻ, thoải mái. Nô tài chỉ biết ngày ấy sau khi nhiếp chính thì trăm công ngàn việc, mỗi tối phải duyệt tấu chương, phải duyệt tới khuya. Lão hoàng gia, hoàng thượng biết ngài vẫn còn sống, vừa bi vừa thỉ, ngài ấy hận không thể mọc cánh ngay lập tức tới đây, nhưng mà ngài ấy cũng sợ bỏ lỡ triều chính đại sự, bởi vậy mới phái thần tới để thỉnh an lão hoàng gia trước, để sau khi nô tài dị kinh, hoàng thượng sẽ đích thân tới nơi. Nó không cần đến đâu. Chính sự quan trọng hơn. Nói khác ta, nó là một hoàng đế tốt. Vừa rồi người nhắc tới Đoan Kính hoàng hậu, chuyện là như thế nào hả? Nô tài nghe Hải Công Công và Thái Hậu nói chuyện nên mới biết được đó ạ. Hải Đại Phúc. Dạ, nô tài tận mắt nhìn thấy Hải Đại Phúc và Thái Hậu đánh nhau trong Từ Ninh Cung đó ạ. Hoàng Thái Hậu biết võ công mà. Biết, võ công của bà ấy cực kỳ cao. Hải Đại Phúc bị Hoàng Thái Hậu đánh chết tươi đó ạ. Đúng rồi, lão hoàng gia, lệnh bài ngài ban cho Hải Đại Phúc sau khi Hải Đại Phúc chết hiện đang do nô tài cất giữ à.
Đây là lệnh bài gì vậy? Nô tài đúc lộn. Cái này mới đúng mà. Nô tài cũng biết vị hành điên đại sư này là ngự tiền thị vệ tổng quản Hách Ba Sát. Lão hoàng gia, chuyện người giao cho Hải Đại Phúc điều tra hắn đã tra rõ ràng rồi ạ. Dinh Thần Dương, Hiền Phi Nương Nương, Hiếu Khang Hoàng hậu và Đoan Kính Hoàng hậu đều là bị Hoàng Thái hậu giết chết. Động Ngọc Phi, ta không chăm sóc tốt cho bọn họ. Lão hoàng gia, lão yêu bà Thái hậu, bà ta làm thì làm tới cùng. Sau khi giết hai người thì lại đi hại tiểu hoàng đế, còn muốn đạo mộ cho Đoan Kính Thái hậu nữa. Bà ta muốn là phải hủy đi ngữ lục của Đoan Kính Thái hậu. Nói trong ngữ lục toàn lời nói nhảm, nhà nào dám lưu trữ đều phải giết chết tịch thu nhà cửa. Sớm phế bà ta mới đúng. Chỉ vì ta nhất thời theo khuôn phép mà tạo ra sai lầm hôm nay. Lão hoàng gia, người đã nhìn thấu thế gian, xem thấu sinh tử, nhưng tiểu hoàng đế, người không thể chết được. Phòng mộ của Đoan Kính hoàng hậu cũng không thể đào, ngữ lục của Đoan Kính hoàng hậu cũng không thể đốt được. Thủ đoạn của bà Thái hậu là: bước thứ nhất, giết chết người. Bước thứ hai, hãm hại tiểu hoàng đế. Bước thứ ba, đào mộ, đốt ngữ lục. Nếu bước đầu tiên của bà ta đã không thành công thì bước thứ hai, thứ ba bà ta cũng không dám thực hiện đâu ạ. Người nói đúng, không thể để bà ta hoàn thành được ý đồ. Sư đệ. Sư huynh, chúng ta tạm thời tránh ra ngoài đi. Dạ. Đi bên này, đi bên này ạ. Ngọc A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngọc Lâm đại sư, oan nghiệp thế giờ cần phải qua giải, trốn tránh không thể giải quyết được. Phu nhân của kia của người tới tìm người, để bà ta tới đi. Bà ta oan người, hận người, giết chết người mới cam lòng. Người tự hỏi lòng mình, sẽ có chỗ oan hận chính mình. Nếu người trốn tránh mãi, oan nghiệp sẽ vẫn còn đó. Nếu như người phái người giết bà ta, ác nghiệp càng nặng nề hơn. Dạ. Cái gì chứ? Con lừa trục đầu đáng chết này, ta đã nói cạn nước bọt rồi mới khuyên được lão hoàng gia gì giá, người lại tới nói một đống nhảm nhí. Ngày mai ta sẽ báo hoàng thượng bàn hôn cho ngươi và hoàng thái hậu đó, để ngươi từ từ chậm rãi mà cảm hóa bà ta. Từ tay giật tôn giả, bọn họ muốn bắt ngươi đi, ý đồ lấy ngươi làm con tin, áp chế hoàng đế, hống hách ngang ngược. Chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng làm loạn. Ây à, Ngọc Lâm đại sư, lời này ta đã nói rồi, cũng đâu có nghĩ được cách nào đâu. Nếu bọn chúng thật sự bắt được hành si đại sư, tạo kiếp đàn cho nhân gian, trăm họ chết oan, tìm ai mà đòi nợ đấy. Di Đà Phật. Thiên tài, thiên tài. Chính là ở đây. Mau lên, đập cửa ra. Hả? Đó, không kịp nữa rồi. Bảy trận. Oh!
A Di Đà Phật, đa tạ đa tạ. Chết dạ chết dạ, chết dạ quá rồi. Hành sư đại sư à, bên ngoài có bát đại kim cang của Thiếu Lâm tự hộ giá, nhất định là không có vấn đề gì rồi. Nô tài trở về đây ạ. Anh không biết hành sư đại sư có dặn dò gì không? Người chất giả rồi. Trở về nói với chủ tử nhà ngươi, không cần tới Ngũ Đại Sơn tìm ta, phiền nhiễu ta thành tù. Kể cả nó có tới, ta cũng không gặp nó. Nói với hắn, nếu muốn thiên hạ thái bình, vĩnh viễn không tăng thuế, phải luôn ghi nhớ. Nô tài nhớ rồi. Cầm cái này về đưa cho chủ tử nhà ngươi, nói với nó chuyện thiên hạ đều phải thuận theo tự nhiên, nếu có thể tạo phúc cho muôn dân trăm họ, đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu trăm họ đều muốn chúng ta đi, nói với nó đến từ nơi nào thì về nơi đó. Nô tài ghi nhớ. Vậy nô tài trở về đây, lão quan gia ngài bảo trọng. A Di Đà Phật. Đây là quyển Tứ Thập Nhị Chân Kinh thứ 6 mà ta lấy được. Nhưng mà quỷ này lão hoàng gia bảo ta đưa cho hoàng thượng, nếu không ta cũng tiện tay lấy luôn rồi. Tướng công. Ừ? Thẻ bài vừa rồi chàng lấy ra trước mặt hành si, bên trên viết hai chữ Thanh Mộc, đó có nghĩa là gì vậy? Hay à, sợ chết được. Mai mà lão hoàng gia trong lòng còn nghĩ tới Đổng Ngạc Phi không nghi ngờ. Hay à, là lệnh bài của Thiên Địa Hội Thanh Mộc Đường đó, mà ta là hương chủ của Thiên Địa Hội Thanh Mộc Đường. Tướng đó. Công, địa vị của chàng ở Thiên Địa Hội cao như vậy sao? Càng leo cao thì ngã càng đau. Tôn chỉ của Thiên Địa Hội là phản Thanh phục Minh, diệt trừ triều đình nhà Thanh. Mà mục tiêu của hoàng thượng là gì? Là thiên tử vạn niên, giang sơn vĩnh cố. Cứ tiếp tục như vậy, ta cũng không biết ta sẽ bên nào giết ta trước đây. Thôi à, không sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi. Ây à, ngày mai còn phải lên đường nữa. Có một cái giường. Bọn họ thật sự cho rằng nàng là thư đồng của ta đó, cho nên mới sắp xếp một phòng. Giờ muộn như vậy rồi, lại tìm bọn họ cũng không thích hợp. Nhưng mà không sao, ta lại thấy dám. Nào, chúng ta đi ngủ chung đi. Mọi ngủ như vậy được rồi. Sao ngủ được chứ, bạn cứng như vậy ngủ không thoải mái đâu. Vậy thì là ta ngủ ở đây mới đúng đó. Nàng ngủ trên giường đi. Không được, chàng là tướng công, nhất định phải ngủ trên giường. Sâm Nhi cô nương ạ, nàng nghĩ xem, ta là một thái giám, an toàn lắm luôn. Ta là một thái giám an toàn lắm. Đừng giết ta mà. Tướng công mà. Ta không muốn đâu. Chàng sao vậy? Làm sao vậy? Đừng giết ta. Đừng giết ta. Tướng công à. Đừng giết ta mà. Tướng công. Tướng công à. Đừng sợ. Sông Nhi ơi. Sông Nhi ta. Có Sông Nhi ở đây rồi. Đừng sợ. Sông Nhi. Tối qua nàng ngủ có ngon không? Ta có thành thật không? Ta có dành chăn của nàng không? Không có. Tướng công ngủ rất thành thật. Ta dắt nàng đi nha. Sâm Nhi. Giết
tử thánh lưu tử không? Ta tới từ Linh Cảnh Tử. Ngươi là thái giáp trong cùng tiểu quái tử. Hả? Cô ta đưa vào trong cung liền. Tên thái giáp này tài nghệ không tồi đâu. Không được vô lại với tướng công ta. Nói thật đi, nếu không nói, ta bắt các người lên núi, sau đó ném xuống. Ta nói thật, cô ấy không phải là thái giám, cô ấy là vợ của ta, là vợ của ta. Người bỏ tay ra đi, ta chứng minh cho ngươi xem. Có sao không? Ta là họ Di, tại Kinh Thành, ta cũng là người có mặt mũi đó nha. Ấy là do bà Vũ ta sinh ra. Ta thích cô ấy lắm, muốn lấy cô ấy làm vợ, nhưng cha ta không đồng ý, nói cô ấy là con gái riêng của ông. Ta làm sao có thể tin được, bởi vì ta lén con ta để mà rời đi, coi như là bỏ trốn. Đúng rồi, ta chứng minh cho người thấy. Đây. Hả? Cô ta không phải thái giám, vậy chứng minh người cũng không phải. Cũng đúng, thái giám sao có thể lừa con gái nhà người ta đi được chứ. Đúng. Vậy chúng ta đi trước nha. Đợi đã. Tiểu cô nương này võ công không tồi, là do ai dạy vậy? Đều là những chiêu mà mẹ ta dạy. Đúng, là mẹ cô ấy dạy đó, không có ai dạy hết. Hiểu lầm. Sao cô biết thật khóa tài của thằng Lộc Đảo? Là một vị Liệu Yến của cô rất đáng yêu dạy ta. Người biết Liệu Yến sao? Đương nhiên là biết rồi, cô ấy là bạn tốt của thúc thúc ta đó. Thúc thúc ta tiêu tiền vô cùng hào phóng, bạc đã tiêu phải tốn 1000 lượng, lại thêm 1000 lượng nữa. Bởi vậy Liệu Yến của cô đã thích thúc thúc ta đó. Cô ấy còn thường xuyên tới nhà ta chơi. Ta thấy cô ta liền đặt tiệc vui mừng, cầm tay cô ta lên. Cô nói là dạy ta 1-2 chiêu có được không? Cô liền dạy ta. Đúng. Liệu cô còn có thích một đôi giày thêu hoa màu đỏ, cứ đúng không ạ? À? Nếu đã là bạn của Liệu Yến, vậy ta sẽ giải quyết cho người. Được. Sao rồi? Vậy chúng ta đi nha. Đó là thứ gì vậy? Đây là thứ tình tình với cô ấy. Ta coi với. Ta thể không xem được đâu. Ta xem với đi. Không xem được mà. Ta xem một lần đi mà. Không được mà. Cho ta coi với. Không được. Ta coi. Không được. Đưa ta xem coi. Không thể. Ta xem mà. Không được. Đưa đây. Hợp gì chân kinh. Trả lại cho ta đi mà. Rồi, ai đưa cho ngươi? Cứu mình tới rồi. A Di Đà. Đà sư là Liễu Đông Bàn Đầu Đà đúng không? Ta chính là bà Đầu Đà. Wow, nhìn vậy mà là Đầu Đà béo à? Lão nạp trực quan đại sư của Thúy Lập Tự, chấp quở Đạt Ba Diện, mấy vị sư đệ này đều là độc lứ trong Đạt Ba Diện hết. Thì lá là Đạt Ba Diện bắt Đạt Kim Cương của Thúy Lập Tự sao? Sao chỉ có bốn vị tới đây vậy? Wow, bác Đạt Kim Cương của Thúy Lập Tự hôm nay tới có 4 vị thôi, cũng coi như là nể mặt ngươi lắm rồi đó. Vì thiếu chủ này và Thứ Lập Tự chúng ta có quan hệ, xin đại sư giơ cào đánh khẽ, đẩy hắn xuống núi. Được. Béo. Để mặt đại sư. Béo. Ta sẽ tha cho hắn xuống núi đó. Khoan đã. Trước khi đi, xin trả lại kinh thư cho ta được không? Đó là bạn của bác Đại Kim Cương Thứ Lâm Tự đó. Chờ ta đưa cho phương trưởng của Thứ Lâm. Hả? Hả? Trả lại đi mà. Quyển kinh thư này thì có liên can gì tới Thiếu Lầm Tự chứ? Wow. À gì đà Phật. Kinh thư của vị thí chủ này liên can rất lớn. Xin đại sư trả lại kết cái thiện duyên. Đúng. Trả lại cho ta đi. Hả? Xem ra hôm nay không thể kết thiện duyên được rồi. Ây dạ, không trả có đúng không? Ây, hả, không nể mặt kìa. Vậy thành đắc tội rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đuổi theo. Tấn công Song Nhi. Tấn công. Tên đầu đà độc ác này có làm chàng bị thương không? Yên tâm đi, hắn không làm ta bị thương đâu. Nếu hắn dám động vào một sợi lông của ta, bát đại kim cương của Thiếu Lâm tự nhất định sẽ đánh hắn trở về nguyên hình luôn đó. Trở về nguyên hình cái gì chứ? Làm sao ngươi biết được? Ta là đương nhiên biết rồi. Tên của ông là Đầu Đà Béo mà. Chắc chắn là ông vốn là một tên béo. Ngươi A-di-đà Phật. Bàn Đầu Đà, ngươi là anh hùng hảo hán trong võ lâm, sao lại hành động vô liêm sỉ như bọn thổ phỉ đạo tặc được chứ? Chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Bàn Đầu Đà, Tứ Thập Nhị Chân Kinh đó có 8 quyển, ông mới lấy có 1 quyển, còn lại 7 quyển kia ở đâu, ông có biết không? Ta không biết. Ngươi có biết không? Ta cũng vừa mới biết thôi. Tứ Thập Nhị Chân Kinh đó tổng cộng có 8 quyển. Quyển thứ nhất ở Hà Nam Phục Ngưu Sơn Đao Ma Tự. Quyển thứ hai... Ê, trên bia đá này thật sự khắc rõ ràng như vậy sao? Ê, đừng có ồn nữa. Quyển thứ nhất ở Sơn Tây, cái gì mà An. Quyển thứ ba ở Tứ Xuyên, cái gì núi. Ây à, mấy chữ này ta không biết đọc cho lắm. Quyển thứ tư đặt ở Đạt Ma Diện của Thiếu Lâm Tự. Đằng sau vẫn còn, mỗi quyển được viết rất rõ ràng. Có một số chữ không nhìn rõ cho lắm. Ngươi xem, sao còn viết. Lạ quá, sao lại viết Thọ Dữ Thiên, Thọ Dữ Thiên, Thọ Dữ Thiên, Thọ Dữ Thiên Tệ. Không sai, Thọ Dữ Thiên Tệ. Ngươi xem là chữ này. Ngươi xem đi, ta vừa nhìn là biết chữ hồng. Chữ này. Chữ chủ này. Hồng giáo chủ. Hồng giáo chủ Thọ Dữ Thiên Tệ. Không sai rồi. Hồng giáo chủ thật có phúc. Bia đá ngày năm trước sớm đã cắt lên. Đúng rồi, đây là bia của Đường Thái Tông Lý Thế Dân lập ra đó. À mà ta nhớ rồi, trong tay ngài ấy vẫn còn vài quân thần thông. Bọn họ sớm đã đoán được rồi. Ngàn năm sau, Dương Triều Đại Thanh có một hồng giáo chủ thần long, võ công cái thế, thọ ngang trời đất. Ta đi ra sau xem thử nha.曾想象你才似风流，我是那天香红袖。曾想象你盖世英勇，我为你击鼓温柔。渴望与你倾其诗酒，渴望共你月满西楼，渴望陪你共成名酒，渴望有你无愁无忧。你不是我从小想嫁的大英雄，既不潇洒也不优秀，享受我所求。你不是我从小想嫁的大英雄，既不潇洒也不优秀，偏偏被你的坏你的好引诱，死心塌地为你哭跟你走。你不是我从小想嫁的大
今世常相守我所求。